khảo gì đây. Gì một cái chăn. Không, chị bảo mang cái không mà tấm bỉm cơ mà. Cái bỉm mà dùng một lần cơ mà. Xuất hẳn cho chị một gói bỉm mang đi đây. Ừ, chứ không chị không cần tã chăn. Chị không cần chăn nữa, ngoài này nhiều chăn lắm. Cho chị cái tấm. Một gói bỉm hay vào nước một cái quạt. Ừ, chị vừa bảo thì là cầm cái quạt cho chị mà. Nhưng mà em cắt con nào thì anh chê lắm. Quạt để dưới đất đi. Ừ. Ừ. Ba cái thứ đấy nhá. Chị mà đạo. Anh giới thiệu hai lần cuối cùng đến lần nào đâu. Tại vì chị hay chưa biết được cắt nát thì bên mình đấy nào. Khi mà cái làm cắt thì anh mang đấy. Chê có hai lần rồi. Nhà có hai con mà cứ tháng nào trở đi. Chị đẩy chín đường như nào chị nào vậy? Cái gì? Chị Việt có đẩy chín đường như nào? Anh Chí nhưng mang chín đường. Anh Chí đúng không ạ? Anh Chí có hai không sắc không? Sao ạ? Hay mang qua. Có hai mang qua mà. Ít hôm vừa rồi mang là tại vì thằng Tát Mát nó lại bị kín lịch. Cách đây mới cắt khoảng. Anh Chí. Xin mời bước trong career số 161. Frank Mundock số 21. Poodle Toy số 10. Và tốc số 183 vào trang Destiny Group. Xin mời. Anh bảo là cắt xấu ạ, anh nghĩ là hôm trước một lần hai lần rồi đấy. À thế ạ. Junior. Chứ nhà đấy là một tháng là cắt một lần. Còn có phúc sắc của nhà anh đâu biết là tháng là đi cắt đi tắm về tắm ở nhà đâu. Cắt về tắm là